một sự kiện thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận cũng đã diễn ra trong ngày hôm nay. Sau nhiều phiên họp căng thẳng không có kết quả thì vào sáng nay mùng 6 tháng 8, hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu chọn ra phương án cuối cùng về đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2015. Kết quả là mức lương tối thiểu sẽ tăng khoảng 15% tương ứng với số tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đúng như đề xuất của đại diện à, giới chủ doanh nghiệp. Theo đó, Lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ tăng 400.000 đồng so với năm 2014 lên 3,1 triệu đồng một tháng. Các vùng khác mức lương tăng từ 300.000 đến 350.000 đồng. Mức lương tại vùng 2 là 2.750.000 đồng, vùng 3 là 2.420.000 đồng và vùng 4 là 2.200.000 đồng. Đây là phương án nhận 64% số phiếu bầu của Hội đồng tiền lương quốc gia và cũng chính là phương án mà đại diện giới chủ doanh nghiệp đề xuất. Với mức này thì lương tối thiểu ở mỗi vùng đều thấp hơn 100.000 đồng so với phương án được Tổng Liên đoàn đưa ra trong buổi sáng nay. Phương án này sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ để có quyết định cuối cùng cho mức lương vào năm 2015. Những phiên họp trước đó diễn ra khá căng thẳng khi đề xuất về mức tăng lương giữa đại diện người lao động và đại diện giới chủ doanh nghiệp có sự tranh lệch lớn lên tới 400.000 đồng.